In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Pax vobis.
Dear bishops, dear brothers and sisters, we start our solemn liturgy for installation of a new Archbishop of Hanoi. And in this regard, we have to read now the pontifical bull that proves his appointment as new shepherd of this particular church. Kính thưa quý đức cha, kính thưa anh chị em, chúng ta cùng nhau cử hành lễ nhậm tòa của Đức Tân Tổng Giám mục Hà Nội. Và giờ đây tôi sẽ trao tông thư bổ nhiệm của Đức Thánh Cha cho Đức Cha Giuse để làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Francisco, giám mục, tôi tớ các tôi tớ của Thiên Chúa, gửi tới hiền đệ khả kính Giuse Vũ Văn Thiên, cho đến nay là giám mục Hải Phòng, được chọn làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Lời chào và phép lành tông tòa. Không còn gì là bí ẩn đối với chúng ta nếu chúng ta chọn niềm tin tưởng và yêu mến Đức Giêsu Kitô. Khi đem hết lòng tin và lòng mến mà lãnh nhận điều thiện hảo là mình và máu Đức Kitô, chúng ta sẽ tái sinh. Ta vui lòng hướng tới lời nhắc nhở này, vốn là nền tảng của sứ vụ tông đồ truyền giáo và của chính niềm hy vọng Kitô giáo, và lo lắng cho ơn cứu độ của các linh hồn, các tín hữu nơi Hội Thánh Hoàn Vũ. Ta muốn đề cập đến những nhu cầu thiêng liêng của Cộng đoàn Hội Thánh tại Hà Nội chống tòa sau khi hiền đệ khả kính của ta là Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn vừa mới từ chức và đang chờ đợi một vị mục tử điều hành sinh hoạt của giáo phận. Vậy thưa hiền đệ khả kính, về hiền đệ, ta biết được trong khi thi hành công việc tông đồ của hiền đệ tại giáo phận Hải Phòng, hiền đệ được kể là đoàn chiên và ý kiến chung nhận thấy là đạt được những thành quả ích lợi bền bỉ trong đức tin theo những thuần phong mỹ tục, biết khích lệ các tâm hồn bằng cả những đức tính nhân bản. Ta nhận thấy hiền đệ thích hợp với việc lãnh nhận trách nhiệm giám chức này. Vậy khi đã lắng nghe ý kiến của Bộ Giao giảng Tin mừng cho các dân tộc với đầy đủ thẩm quyền tông tả, ta đặt hiền đệ sau khi giải nhiệm khỏi trọng trách của giáo phận trên đây làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, với những trách nhiệm theo giáo luật và những bó buộc tương xứng đã được ấn định. Bằng sắc phong này, ta muốn hiền đệ giáo huấn hàng giáo sĩ và dân chúng của Tổng Giáo phận này. Vì có hiền đệ là hiền phụ, khi biết kính yêu, lắng nghe giáo huấn và cẩn trọng giữ gìn theo mẫu mực sự tiết độ khôn ngoan của hiền đệ, họ hân hoan trong ánh sáng chân lý và hiệu quả của ơn cứu độ. Về phần hiền đệ, thưa hiền đệ khả kính, nguyện xin Chúa ở trước hiền đệ, để hiền đệ không ngừng phục vụ cho dân Ngài trong niềm vui và hy vọng. Hơn nữa, nhờ mẫu gương của sự bảo trợ của Thánh Giuse Lao Công, bảo chứng của người quản lý lòng thương xót của Thiên Chúa trong tâm hồn, nguyện chúc hiền đệ hoàn tất tốt đẹp công trình mà hiền đệ đang khởi sự. Tại Roma, gần đền thờ Thánh Phêrô, ngày 17 tháng 10, năm của Chúa
2018, năm thứ 6, triều đại của ta, Giáo hoàng Francisco. Xin kính mời cộng đoàn ngồi. Đức Tổng Giám mục Giuse từ lúc này nhận vai trò mục tử giám mục chính tòa Tổng giáo phận Hà Nội, là vị Tổng giám mục thứ 6 của Tổng giáo phận Hà Nội. Do ý muốn của Thiên Chúa, giám mục là người kế vị các tông đồ do quyền lực của Chúa Thánh Linh đã ban, được đặt làm chủ chăn trong giáo hội địa phương để thi hành nhiệm vụ thánh hóa, giảng dạy và quản trị trong sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô và hàng giám mục. Giờ đây, trước khi Đức Tân Tổng Giám mục chủ sự bí tích thánh thể là chóp đỉnh và là nguồn mạch của đời sống giáo hội địa phương đã được trao phó cho Ngài, đại diện các thành phần trong Tổng giáo phận Hà Nội sẽ đến chào Đức Tổng Giám mục tỏ lòng tuân phục. Mời cộng đoàn đứng tiếp tục thánh lễ. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa muốn dùng các hội thánh địa phương tản mát khắp hoàn cầu để làm cho mọi người thấy được hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Xin gìn giữ linh mục và giáo dân hiệp nhất với giám mục của mình. Xin dùng lời Chúa và thánh thể quy tụ tất cả trong một thánh thần, để cộng đoàn giáo hội địa phương của chúng con trở nên hình ảnh của hội thánh toàn cầu và nên dấu chỉ Chúa Kitô hiện diện trên thế giới. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an. Người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ, và nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy. Họ sẽ được thấy tận mắt Đức Chúa đang trở về Sion. Hỡi Jerusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân người và cứu chuộc Jerusalem. Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của người. Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy. Đó là lời Chúa.
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Timôthê. Anh thân mến, trước mặt Thiên Chúa và Đức Kitô Giêsu, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi, không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy." Đó là lời Chúa.
xin cộng đoàn tiếp tục đứng. Kính thưa anh chị em, trong lúc đoàn đồng tế rước vào thánh đường này, chúng ta ghi nhận cái bầu không khí rất là vui tươi, đặc biệt. Nhưng mà anh chị em có biết hôm nay ai là người vui nhất không? Ngay trước thánh lễ, lúc đoàn đồng tế rước vào, thì Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục, có nói với Đức Hồng Y rằng hôm nay Đức Hồng Y là người vui nhất. Ngài tủm tỉm, Ngài cười. Mọi khi thì Ngài nghiêm nghị lắm, nhưng hôm nay cười vui vẻ. Và Ngài nói rằng hôm nay cho các ông muốn nói gì thì nói. Nói vậy thôi chứ ngày hôm nay cũng phảng phất một nỗi buồn. Cộng đoàn Dân Chúa của Tổng Giáo phận Hà Nội này ngày hôm nay mang những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Anh chị em buồn bởi vì Đức Hồng Y Phêrô từ nay không còn thi hành trách nhiệm mục tử giữa chúng ta nữa. 8 năm rưỡi đã qua đi với biết bao nhiêu những biến cố, những sôi động đã đồng hành bên nhau và tạo nên những tình cảm quý mến thân tình không dễ gì phôi phai. Nhưng mà đồng thời anh chị em lại cảm thấy vui mừng bởi vì hôm nay được đón vị mục tử mới của đoàn chiên Tổng Giáo phận. Nói theo ngôn ngữ bình dân thì hôm nay một người nghỉ hưu, hết chức, hết quyền, còn một người thì lên chức từ vai trò là vị lãnh đạo của một giáo phận miền Duyên Hải. Ngày hôm nay được cất lên địa vị cai quản của Tổng Giáo phận thủ đô. Thưa anh chị em, đó là những cái tình cảm, những suy nghĩ tự nhiên. Nhưng mà chúng ta cần phải lắng nghe các bài đọc lời Chúa để chúng ta hiểu biến cố hôm nay trong ánh sáng của mầu nhiệm giáo hội. Trong giáo hội không có ngôn ngữ của chức vụ, chức tước, địa vị, mà chỉ có cái ngôn ngữ của Kinh Thánh, đó là sứ vụ và phục vụ. Cha phó, cha chánh sứ, cha quản hạt, giáo mục phụ tá, giáo mục phó, giáo mục chính tòa, tổng giáo mục, thì đó không phải là những từ ngữ diễn tả chức tước, danh dự và quyền lực, nhưng đó là các trách nhiệm mục vụ, là sứ vụ, là thừa tác vụ ở những cái vai trò khác nhau. Chúng ta vừa được nghe trong bài tin mừng, sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã trao cho Thánh Phêrô cái nhiệm vụ mục tử: con hãy chăn các con chiên mẹ của ta. Thánh Phêrô là vị giáo hoàng tiên khởi, là người đứng đầu giáo hội phổ quát, nhưng mà không phải theo kiểu giống như là mình là chủ tịch của một tổng công ty quốc tế. Nhưng trái lại, Ngài là người phục vụ đoàn chiên, mà đoàn chiên này là của Chúa chứ không phải của Ngài. Ngài được đặt làm tông đồ trưởng không phải vì Ngài tài giỏi đạo đức, bởi vì chính Ngài đã nhiều lần bị Chúa khiển trách và rồi còn chối Chúa 3 lần nữa. Chúa chọn Ngài sau khi Ngài đã tuyên xưng tình yêu đối với Chúa. Ngài nói với Chúa: thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Ngài không dám nhận là mình yêu Chúa hơn những người khác, mà chỉ biết cậy trông
và lòng thương xót của Chúa, Ngài chỉ biết khiêm tốn tin tưởng nơi Chúa là đứng biết mọi sự. Như vậy thì giáo hội của chúng ta vượt lên trên cái ý niệm của một tổ chức xã hội với những cơ cấu này, chức vụ này, quyền hành này, lợi lộc. Giáo hội không có như thế. Giáo hội là đoàn dân của Chúa, là cộng đoàn đức tin và đức mến, được xây dựng trên nền tảng của tình yêu. Thưa anh chị em, như Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Phêrô của chúng ta đã phục vụ dân Chúa với tất cả cái lòng yêu mến và tin tưởng phó thác đó. Ngài đã nhận trách nhiệm mục tử vào một thời điểm hết sức khó khăn. Đức Hồng Y hoàn toàn cậy trông vào quyền năng của Đức Kitô phục sinh, là đứng biết mọi sự, và Ngài đã âm thầm phục vụ để cho Chúa được lớn lên, còn mình thì xóa đi, như là châm ngôn giáo mục của Ngài. Đức Hồng Y đã thực hành lời của Thánh Phaolô khuyên Timôteo mà chúng ta vừa được nghe trong bài đọc thứ hai. Timôteo là giáo mục của giáo đoàn Ê-phê-sô, thì Phaolô đã căn dặn giáo mục ấy rằng có thời người ta không chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng mục tử thì cứ phải rao giảng phúc âm, lúc thuận lợi cũng như lúc không thuận lợi, để thuyết phục, khiển trách, khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn, cho dù cái bối cảnh bên ngoài có thể phức tạp như chúng ta đã từng biết. Nhưng Đức Hồng Y vẫn một lòng yêu mến, gắn bó với Chúa và bình thản rao giảng lời Chúa, và chỉ rao giảng lời Chúa mà thôi, với một tâm hồn hiền hòa và khiêm tốn. Đến hôm nay thì sứ vụ của Đức Hồng Y đã kết thúc tốt đẹp. Nói theo ngôn ngữ bình dân là hạ cánh an toàn. Anh chị em có thấy an toàn không? Vậy xin một tràng pháo tay để... Dân Chúa cùng tạ ơn với Ngài. Mà cho dù Ngài không còn giữ trách nhiệm mục tử của đoàn chiên nữa, nhưng cái ngọn lửa tình yêu của Ngài với Chúa và với đoàn chiên vẫn không tắt mà còn nóng cháy hơn nữa. Thưa anh chị em, cuộc đời của một giáo mục hay linh mục không bao giờ có chuyện về hưu, mà cùng lắm chỉ là thay đổi công việc thôi. Như Đức Hồng Y đã nói trong thánh lễ tạ ơn ngày 3 tháng 12 vừa qua tại nhà thờ chính tòa này, từ nay sứ vụ của Ngài là âm thầm cầu nguyện và hy sinh đền tội cho mình và cho đoàn chiên. Cũng như thánh giá là sức mạnh của giáo hội, thì lời cầu nguyện và những hy sinh của Đức Hồng Y cũng như của anh chị em đang đau khổ, đó chính là sức mạnh cho dân Chúa tại tổng giáo phận này. Với thánh lễ hôm nay, tổng giáo phận Hà Nội bước sang trang sử mới trong sự chăm sóc mục vụ của Đức Tân Tổng Giáo mục Giuse. Từ nay, Ngài sẽ là người kế vị tông đồ tại tòa Hà Nội này. Việc kế vị tông đồ không giống như là người ta chạy tiếp xúc rồi chuyển nhau cho nhau cái cây gậy, không phải là sự chuyển giao quyền lực như quan niệm của thế gian, nhưng đó là tiếp nối sứ vụ và trách nhiệm tông đồ. Các bài đọc lời Chúa hôm nay anh chị em vừa nghe, đó là do chính Đức Tân Tổng Giáo mục Giuse chọn. Đó là như là một cách để nói lên những ước mơ của Ngài, cũng như những định hướng mục vụ tông đồ trong tương lai. Vậy thì chúng ta hãy nghe lại các bài đọc ấy. Với bài đọc thứ nhất, trích từ sách Thiên tri Isaiah, Đức Tổng Giáo mục ước mong cho cộng đoàn dân Chúa cùng với Ngài hăng say dấn thân loan báo tin mừng. Đẹp thay bước chân người đi rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi giáo hội hãy đi ra, ra khỏi chính mình để đến với biết bao nhiêu người chưa biết Chúa Giêsu và giới thiệu chân lý cứu độ cho họ. Đức Thánh Cha mong muốn tất cả mọi hoạt động mục vụ phải lấy truyền giáo làm định hướng căn bản,
Vùng đất truyền giáo ở đâu? Vùng đất truyền giáo không ở đâu xa mà ở ngay tại thủ đô Hà Nội này. Giáo hội không được đóng khung co cụm trong các cái sinh hoạt để mà củng cố nội bộ, không được tự mãn với các thành tích rồi các bề dày của quá khứ, không thể cứ loay hoay với các cái quyền lợi của mình. Đức Thánh Cha Francisco nói phải đi ra, không thể chấp nhận tình trạng như hiện tại được nữa. Chúng ta càng khép kín để củng cố thì giáo hội lại càng ốm yếu và mất sức sống. Và ngược lại, nếu chúng ta đi ra để loan báo tin mừng thì giáo hội lại càng tăng thêm sức sống và niềm vui, càng tăng thêm sự hấp dẫn. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đã chỉ thị cho giáo mục Timôteo phải kiên nhẫn rao giảng phúc âm, lúc thuận lợi cũng như lúc không thuận lợi. Ngày hôm nay cũng vậy. Loan báo tin mừng là loan báo chính Chúa Giêsu, loan báo lời của Chúa, chứ không phải loan báo bất cứ một điều gì khác. Hoạt động phúc âm hóa đòi người tông đồ phải đi theo đường lối của tin mừng, phải cư xử và hành động theo các nguyên tắc của tin mừng, chứ không theo lý lẽ và khôn ngoan của thế gian. Chúng ta đã từng có kinh nghiệm biết bao nhiêu việc làm trong giáo hội phát xuất từ cái thiện chí và nhiệt tình muốn làm sáng danh Chúa, nhưng mà bởi vì không theo đường lối của tin mừng, không theo cách cư xử của tin mừng, cho nên rốt cuộc chính những cái công việc tưởng chừng như tốt đẹp ấy không những không làm sáng danh Chúa mà còn tạo thêm biết bao nhiêu vấn đề phức tạp khó khăn trong giáo hội. Cho nên người môn đệ phải luôn luôn kiên trì rao giảng phúc âm và đi theo đường lối của phúc âm. Lời Chúa là ánh sáng và chân lý, Thánh Giá Chúa là sức mạnh và khôn ngoan, và phục sinh là tin vui và hy vọng. Chỉ có lời Chúa mới cứu được thế giới này, chứ không phải bất cứ một lý thuyết nào khác, không phải bất cứ sức mạnh hay sự khôn ngoan nào khác. Đức Thánh Cha Francisco cũng cảnh giác chúng ta, để thực thi sứ vụ phúc âm hóa, người môn đệ cần phải phân định cách sáng suốt và thận trọng, kẻo rồi chúng ta đánh mất chính tin mừng. Đó là điều đáng sợ. Chúng ta phải cẩn thận, đừng để cho tính thế tục len lỏi vào đời sống của giáo hội. Quả vậy, bài tin mừng chúng ta nghe cho thấy giáo hội không phải là một tập thể xã hội như các tập thể khác. Giáo hội của Chúa được xây dựng trên lòng mến. Đó là cộng đoàn của những người yêu mến Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa. Và nhờ sự hiệp thông với Chúa, các Kitô hữu hiệp thông với nhau. Chúa Giêsu đã từng cầu nguyện cho giáo hội, xin cho họ được nên một, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Nếu như sự hiệp thông là căn tính của giáo hội và làm nên sức mạnh của giáo hội, thì ngược lại, sự chia rẽ và phân tán làm cho giáo hội suy yếu và có cái nguy cơ đánh mất cái tính khả tín của mình. Các thành phần dân Chúa của Tổng giáo phận có rất nhiều tiềm năng về nhân sự và vật lực. Nếu tất cả được tập trung và thống nhất dưới quyền lãnh đạo của một vị thuyền trưởng là Đức Tổng giáo mục Giuse, thì đó sẽ là một tổng lực rất lớn. Nhưng mà sự hiệp thông của giáo hội không phải chỉ là cần thiết để tạo nên sức mạnh, mà hơn nữa, nó làm cho giáo hội trở thành dấu chỉ đáng tin, có sức thuyết phục cho công cuộc phúc âm hóa. Trong sách kinh của giáo phận phát diệm có cái lời kinh cầu cho Đức Giám Mục, không biết là các giáo phận có khác có hay không. Trong cái lời kinh cầu cho Đức Giám Mục có những lời như sau: Lạy Chúa, xin cho mọi thành phần dân Chúa trong cộng đoàn giáo phận chúng con, từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân trẻ già,
đều luôn thấy hình ảnh của Đức Kitô sống động nơi Đức Giám mục của mình, mà mến yêu, trọng kính, tin phục, vâng lời. Xin cho tất cả chúng con, tùy khả năng và địa vị, góp phần cộng tác với Đức Giám mục chúng con, để làm cho Giáo hội Chúa nơi địa phương này trở nên thực sự là dấu chỉ sự hiện diện của nước Chúa, nước sự thật, sự sống, nước công chính, yêu thương và an bình. Lời nguyện này cũng chính là lời cầu chúc của toàn thể cộng đoàn kính dâng lên Đức Tổng Giám mục Giuse và toàn thể dân Chúa trong Tổng giáo phận Hà Nội trong ngày đại lễ hôm nay. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã thiết lập và xây dựng giáo hội trên nền tảng các thánh tông đồ. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện cho giáo hội, cho các đấng kế vị các thánh tông đồ và cho chính mỗi người chúng ta. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã quy tụ đoàn chiên lại và giao cho Thánh Phêrô chăm sóc giữ gìn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Phanxicô là đấng kế vị Thánh Phêrô, để nhờ hồng ân Chúa, Ngài quy tụ mọi tín hữu đang tản mát khắp nơi thành một đoàn chiên duy nhất. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa đã truyền cho sóng yên biển lặng để con thuyền các môn đệ khỏi chìm. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa gìn giữ con thuyền giáo hội khỏi phong ba bão táp và thêm sức mạnh cho các đức giám mục là các đấng kế vị các thánh tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa Giêsu đã trao cho Thánh Phêrô nhiệm vụ coi sóc đoàn chiên của Chúa. Hôm nay, qua giáo hội, Chúa cũng trao cho Đức Tân Tổng Giám mục Giuse sứ mạng coi sóc đoàn chiên của Ngài là Tổng Giáo phận Hà Nội. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban cho Đức Tân Tổng Giám mục Giuse hồn an sắc mạnh và luôn được đầy tràn hồng ân của Chúa, để Ngài chu toàn sứ mạng cao cả mà Chúa đã trao phó cho Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúa đã tuyển chọn và sai các thánh tông đồ đi loan báo tin mừng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban cho các tín hữu trong Tổng Giáo phận Hà Nội trở thành sứ giả đích thực của tin mừng. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gia nhập đoàn chiên của Chúa là giáo hội. Xin cho chúng con luôn gắn bó với Chúa Kitô là đầu và là mục tử của giáo hội và biết không ngừng xây dựng giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô, người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con đang cử hành nghi lễ tưởng niệm con một Chúa, nghi lễ nhắc lại cho chúng con tình yêu khôn tả của Người. Xin cho công trình yêu thương của Người tiếp tục mãi,
nhờ những cố gắng liên tục của Hội Thánh để đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì khi con cái bị tội ác phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất bởi mầu nhiệm một Chúa ba ngôi mà ca tụng thượng trí vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là Hội Thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế hiệp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, các Đức Giám Mục hiện diện và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến
Anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Ta trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất xin Cha cho chúng con hôm nay được hưởng ơn này, tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cho để Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đoái nhìn đến Tổng Giáo phận Hà Nội chúng con và ban cho chúng con một đức tin vẹn tuyền, một đức ái siêu nhiên. Xin cũng ban cho chúng con tinh thần cầu nguyện và giúp chúng con sống sao cho phù hợp với tin mừng. Chính Chúa đã nuôi dưỡng hội thánh chúng con bằng lời Chúa và Thánh Thể. Xin không ngừng hướng dẫn chúng con trên đường về với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin trân trọng kính mời quý đức bậc và cộng đoàn an tọa. Giờ đây, chúng con xin giới thiệu Đức Tổng Giám mục Marek Jaliuski, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, lên ngỏ lời cùng quý đấng bậc và cộng đoàn dân Chúa. Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Tổng. Your Eminence Cardinal Peter Nguyen Van Non, dear Archbishop Joseph Vu Van Thien, Monsignor Antoine Camilleri, Monsignor Francis Cao, and Father Augustino Han, our friends, colleagues that form the official representation of the Holy See for today's ceremony. Dear Archbishops, Bishops, dear brothers, representative of other religions, Reverend Fathers, Reverend Sisters, beloved brothers and sisters in Christ. Kính thưa Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, kính thưa Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Đức ông Camilleri và Đức ông Francisco Cao Cho Hăng, đại diện của Tòa Thánh, Phái đoàn Tòa Thánh, kính thưa các Đức Tổng Giám mục, kính thưa tất cả các nam nữ tu sĩ, các linh mục, kính thưa tất cả anh chị em. A special greetings to numerous ambassadors present here with us and other colleagues from diplomatic corps. Và tôi cũng xin chào đặc biệt đến phái đoàn ngoại giao. It is with great pleasure that I join you this morning to welcome and mark the beginning of the pastoral governance of His Excellency Right Reverend Joseph Vu Van Thien as the new Archbishop of Hanoi, and to express our heartfelt thanks to His Eminence Cardinal Peter Nguyen Van Non, from now on Archbishop Emeritus of Hanoi, for his generous service to this archdiocese and to the Catholic Church in Vietnam. Tôi rất hân hạnh cùng với cộng đoàn sáng nay để chào mừng và đánh dấu khởi đầu sứ vụ mục tử cai quản của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, tân Tổng Giám mục Hà Nội. Và tôi cũng được nói lên những lời cảm ơn chân thành đến Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, từ nay thành nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, vì sự phục vụ quảng đại của Ngài với giáo phận và hội thánh của Chúa Kitô. Dear Archbishop Joseph, for many years in exercising your various offices as father, teacher, and pastor, you have stood out in the midst of your people as one who serves. You have been always ready for every good work in enduring all things for the sake of the chosen ones. It is my prayer that God's most special blessing be upon you as you undertake this new ministry. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên thân mến, qua nhiều năm thi hành nhiều phận sự khác nhau như là người cha, người thầy và người mục tử, Đức Cha đã nổi lên trong đoàn chiên của mình như một người phục vụ. Đức Cha đã luôn sẵn sàng cho mọi công việc tốt và chịu đựng tất cả vì lợi ích của những kẻ được tuyển chọn. Tôi cầu nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành đặc biệt trên Đức Cha trong sứ vụ của mình. I am sure that you will lift up
the hearts of your priests and faithful and reinvigorate them for their ministry, especially in the example you will give to them with your openness of heart, keenness of mind, and eloquence of expression, in your constant witness to the mystery of Jesus Christ, our Lord and Teacher. Thưa Đức Tổng Giám mục, tôi đoan chắc rằng Đức Tổng sẽ làm phấn chấn tâm hồn các linh mục, các tín hữu và củng cố các linh mục trong sứ vụ của họ, đặc biệt trong những gương sáng cho họ với một tâm hồn quảng đại, trí tuệ sáng suốt và tài diễn đạt lưu loát trong chứng tá bền bỉ mầu nhiệm Chúa Kitô là Chúa và là Thầy của chúng ta. May Almighty God bless you, dear Archbishop Joseph, and always inspire you in your service for the Church in Hanoi. Xin Thiên Chúa toàn năng chúc phúc cho Đức Tổng và soi sáng Đức Tổng trong sự phục vụ của mình vì Hội Thánh tại Hà Nội. Dear Cardinal Peter Nguyen Van Noon, today on behalf of the Holy See and on my own behalf, I thank you for your dedication and zeal in your enduring and diligent service and for the people of God in the footsteps of Jesus Christ, the Good Shepherd. Together with you and the local Catholic community, I would like to thank our Lord for all the graces and blessings He has bestowed upon the Church through your life as priest and bishop. Kính thưa Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, hôm nay nhân danh Tòa Thánh và cá nhân, tôi xin cảm ơn Đức Hồng Y vì những cống hiến và nhiệt huyết của Đức Hồng Y trong sự phục vụ kiên tâm và cần mẫn cho dân Chúa theo bước chân của Đức Giêsu Kitô, Đấng Mục Tử Nhân Lành. Cùng với Đức Hồng Y và giáo đoàn địa phương này, tôi dâng lời cảm tạ Chúa vì những ân sủng và phúc lành Ngài đã tuôn đổ trên Hội Thánh qua suốt cuộc đời linh mục và giám mục của Đức Hồng Y. We take to heart your eminence, your example of openness, enthusiasm, and ever ready smile. We remember your magisterial teachings that we need to be witnesses of the divine mercy and truth, witnesses of joy and freedom born of a living relationship with Christ. This is our calling that you have taught us as our shepherd, and we renew our dedication to it today. Thưa Đức Hồng Y, chúng tôi luôn ghi nhớ mẫu gương cởi mở, nhiệt thành và nụ cười của Đức Hồng Y. Chúng tôi ghi nhớ những lời giảng huấn mà chúng tôi cần phải làm chứng tá của lòng thương xót và chân lý của Chúa, làm chứng niềm vui và tự do xuất phát từ mối liên hệ sống động với Chúa Kitô. Đó là những đậm nét của Đức Hồng Y để lại như là một mục tử đã dạy chúng tôi, và hôm nay chúng tôi lập lại sự dấn thân để thực hiện những điều đó. Thank you, Your Eminence, for everything. May the God Lord continue to bless you and your ministry ad multos annos. Xin cảm ơn Đức Hồng Y vì tất cả. Xin Chúa Nhân Lành tiếp tục chúc phúc cho Đức Hồng Y và sứ vụ của Đức Hồng Y. Cầu chúc Đức Hồng Y sống lâu. Dear brothers and sisters in Christ, dear brothers and sisters, as Holy Father's representative to the Church in Vietnam, I am pleased to convey to you and to your families the apostolic blessing of His Holiness Pope Francis. Kính thưa anh chị em, là đại diện của Đức Thánh Cha cho giáo hội tại Việt Nam, tôi hân hạnh chuyển đến anh chị em và gia đình anh chị em phép lành tông tòa của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, chúng con xin trân trọng giới thiệu Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam lên có lời chúc mừng Đức Tân Tổng Giám mục Giuse và Tổng giáo phận Hà Nội. Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Tổng.
Sư Thế xin kính chào Đức Tổng Giám mục Antoine Camilleri và các đấng trong phái đoàn của Tòa Thánh đến Việt Nam. Xin kính chào Đức Khâm Sứ Marek Zalewski. Xin kính chào quý cấp và chính quyền đang có đại biểu tại đây. Xin kính chào đại biểu ngoại giao đoàn. Kính thưa quý đức cha, quý cha, nam nữ tu sĩ và toàn thể anh chị em. Hôm nay là một ngày trọng đại của Tổng giáo phận Hà Nội. Tôi xin phép được có đôi lời để chúc mừng cũng như tỏ tình hiệp thông với Đức Hồng Y và với Đức Tân Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Nhân danh Hội đồng giám mục, trước hết thì xin cho phép tôi được có đôi lời kính thưa Đức Hồng Y. Trong kính Đức Hồng Y, Đức Hồng Y về nhận giáo phận Hà Nội ngày 13 tháng 5 2010 trong một cái bối cảnh được cho là rất hỗn mang và phức tạp. Nhiều người lúc đó đã dự đoán rằng nhiệm kỳ Tổng giám mục của Đức Hồng Y sẽ là một nhiệm kỳ có nhiều gió chướng và mây đen. Nhưng thời gian qua đi đã chứng minh rằng những nhạy cảm dằn vặt ban đầu đã trôi vào dĩ vãng, dần dà nhường chỗ cho một Tổng giáo phận Hà Nội tuy có phần tĩnh lặng nhưng mãi đến nay vẫn rất yên hẳn. Đánh giá nhiệm kỳ của Đức Hồng Y, Đức cha phụ tá Lorenzo trong diễn từ tri ân ngày 3 tháng 12 2018 đã khẳng định rằng, xin trích, Đức Hồng Y là một vị lãnh đạo có bản lĩnh kiên trung, người thầy đức tin trung thành. Ngài đã hoàn thành trách nhiệm của mình một cách giản dị, âm thầm, hết lời trích. Đó là ấn tượng sau cùng còn đọng lại trong lòng con cái Hà Nội sau 8 năm 6 tháng 27 ngày đồng hành với Đức Hồng Y. Sứ mệnh của Đức Hồng Y giờ đây đã hoàn tất. Nhiều người nghĩ rằng sau hồi chuông mãn nhiệm hôm nay, Đức Hồng Y sẽ thở phào nhẹ nhõm và như Đức cha Phó Chủ tịch Giuse Nguyễn Năng trong bài giảng đã nói, Ngài hạ cánh an toàn và lên đường trở về Đà Lạt, nơi Đức Hồng Y đã từng sống 72 năm cuộc đời với muôn vàn kỷ niệm thân thương. Mùa đông Đà Lạt chắc chắn sẽ ấm áp hơn mùa đông Hà Nội. Mùa hè Đà Lạt chắc chắn sẽ mát mẻ hơn mùa hè Hà Nội. Nhưng thú thật với Đức Hồng Y, chính con cũng đã nghĩ như thế. Con xin xưng tội trống với Đức Hồng Y là con đã sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Đức Hồng Y không về nghỉ hưu tại Đà Lạt. Đức Hồng Y đã công khai tuyên bố Ngài sẽ ở lại Hà Nội. Có đáng vỗ tay không thưa anh chị em? Vậy là cuối cùng mọi người đã khám phá được tấm lòng sâu đậm của Đức Hồng Y dành cho con cái Hà Nội. Không có lời lẽ nào diễn tả hay hơn câu phát biểu của Đức cha phụ tá Lorenzo. Đức Hồng Y Phêrô mãi mãi là người cha kính yêu của chúng con. Tôi nghĩ cái này cũng nên vỗ tay lần nữa. Đức Hồng Y đã đưa ra 5 tiêu chí nghỉ hưu, khổ chế này, cầu nguyện này, khiêm nhường này, đọc sách này, tham gia phục vụ này. Bây giờ thì con xin đề nghị với Đức Hồng Y cho con thêm một cái tiêu chí thứ 6 nữa. Đó là Đức Hồng Y hãy đi câu cá. Nếu Đức Hồng Y chấp thuận thì dù Huế xa xôi, con cũng sẽ tình nguyện ra sách giỏ và vác cần câu cho Đức Hồng Y. Ai muốn cùng tôi đi câu cá với Đức Hồng Y thì xin vỗ tay nữa. Chúng ta có Đức cha Lorenzo thì Ngài cũng sắp hạ cánh an toàn như Đức Hồng Y. Cho nên cái đội câu cá đó chắc chắn là sẽ hùng hậu và tòa giám mục sẽ thường xuyên nhận được cá của Đức Hồng Y và Đức cha Lorenzo. Thưa Đức Hồng Y, con nổ một tí cho nó vui nhà vui cửa thế thôi. Ý của con là
cầu chúc Đức Hồng Y sau khi hoàn tất sứ mệnh được giải phóng thật sự khỏi mọi vướng bận lo toan, và từ đây Đức Hồng Y được hoàn toàn an nhàn thư thái như một tiên ông bên cạnh con cái cháu chắt Hà Nội. Để nói lên tất cả những cái tâm tình đó thì chúng con xin kính gửi Đức Hồng Y một món quà lưu niệm và một bó hoa. Xin mời Đức Cha Phó Chủ tịch trao hoa và quà cho Đức Hồng Y. Sau đây thì xin phép Đức Hồng Y và cộng đoàn cho con được có đôi lời chúc mừng Đức Tân Tổng Giám Mục. Kính thưa Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tân Tổng Giám Mục Giáo tỉnh Hà Nội. Hà Nội là thủ đô nên Hà Nội dẫn đầu trong mọi sự. Hà Nội là không gian của ngoại giao đoàn quốc tế, là nơi tập trung các cơ quan đầu não của hệ thống chính trị Việt Nam, là điểm đến và điểm đi của nhiều thành phần xã hội và giáo hội. Chỉ cần liên tưởng đến cái mạng lưới quan hệ đầy đặc đó là chúng con có thể mường tượng được những khó khăn đang chờ đợi Đức Tổng ở phía trước. Nhưng chúng con tin rằng bản thân con người Đức Tổng có nhiều nội lực để vượt qua tất cả mọi nghịch cảnh một cách dễ dàng. Trước hết là tuổi trẻ của Đức Tổng. Các vị chủ chăn tiền nhiệm hầu hết đều cao niên nên không có đủ thời gian để xây dựng một chiến lược mục vụ lâu dài. Với tuổi đời 58, Đức Tổng còn cả một con đường thênh thang để thực hiện những gì Ngài cưu mang ấp ủ cho Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Tổng là một vị giám mục trẻ nhưng lại thâm niên sứ vụ nhất ở miền Bắc. Như vậy đường lối của Đức Tổng sẽ vừa mạnh bạo nhờ tuổi trẻ nhưng lại vừa khôn ngoan nhờ kinh nghiệm lâu năm tích lũy. Gần đây, một số vị lãnh đạo xã hội đã lên tiếng cảnh báo về tư duy Hà Nội không vội được đâu. Người ta nại vào đó để biện minh cho tình trạng trì trệ, biếng nhác hay là tiêu cực. Nhưng với tinh thần, với năng lực của một vị chủ chăn thuộc dòng họ Vũ, Vũ Văn Thiên như Đức Tổng, thì Đức Tổng cũng sẽ vượt qua được cái xu hướng Hà Nội không vội được đâu và sẽ khởi động một giáo phận Hà Nội vươn lên như vũ bão. Vì vũ là võ mà võ là sức mạnh, chúng con cầu chúc Đức Tổng quy tụ được mọi tiềm lực của mọi thành phần xã hội và giáo hội để chiến thắng chia rẽ, hận thù, kỳ thị và nghi nan vốn đã gây ra bao nhiêu đau thương cho dân tộc Việt Nam và cho nhân dân thủ đô hơn 1.000 năm lịch sử này. Dịp Đại hội Giới Trẻ miền Bắc ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2018 vừa qua tại Hải Phòng, con đã nói với các tham dự viên rằng Đức Cha Hải Phòng tên là Thiên, Thiên là ông trời. Đã Thiên lại còn Tổng nữa, Tổng Thiên. Tổng Thiên là tư lệnh trên trời dưới đất. Chúng con cầu chúc người sẽ là vị lãnh đạo xuất sắc để mọi sự, mọi việc từ khởi sự cho đến hoàn thành đều đâu vào đó, chuẩn, không cần chỉnh. Vì là ông trời cho nên lúc nào mặt Ngài cũng đỏ, đỏ hơn cả màu hoa phượng của thành phố Hải Phòng. Hôm nay con cũng muốn lặp lại điều đó để cầu chúc người giữ mãi được màu hồng. Diện mạo của Đức Tổng là màn hình phản ảnh giáo phận. Bao lâu diện mạo đó còn hồng hào, sức khỏe của giáo phận vẫn còn tốt. Có người còn nói rằng mũi của Đức Tổng Thiên là mũi rồng. Nên Ngài là cái người giàu sang phú quý. Con không có tin tướng số lắm, nhưng mà riêng chuyện cái mũi rồng thì lại con cho là đúng. Tổng Giáo phận Hà Nội hãy tin tưởng rằng Đức Tổng mũi rồng của chúng ta
chắc chắn sẽ có đủ tài lực để kiến tạo con người và cơ sở xứng tầm với vị thế dẫn đầu của giáo phận thủ đô. À, kính thưa Cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận Hà Nội, mỗi lần có một vị chủ chăn mới, chúng ta lại viết một trang sử mới. Trang sử đó không phải là của riêng ai, mà là của toàn thể mọi người cùng viết. Tất cả mọi thành viên trên con thuyền giáo phận đều là thủy thủ. Cuộc hành trình sẽ tốt đẹp nếu tất cả mọi người đều tích cực tham gia công việc trên thuyền một cách hòa hợp dưới sự chỉ đạo của vị thuyền trưởng. Toàn thể giáo hội Việt Nam đang nhìn về Hà Nội và cầu chúc con thuyền Tổng Giáo phận Hà Nội từ đây hiên ngang lướt sóng, lập được những chuẩn mực tối ưu cho cả nước noi theo. Xin Chúa chúc lành cho Tổng Giáo phận Hà Nội, cho Đức Hồng Y Phêrô và cho Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Nhân tiện, tôi cũng xin thay lời cho Hội đồng Giám mục Việt Nam cầu chúc tất cả mọi người đang hiện diện một mùa Giáng sinh an bình và một năm mới 2019 tràn ngập ân sủng. Merry Christmas and Happy New Year. Joyeux Noël et bonne année. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ một lần nữa là xin mời Đức Cha Phó Chủ tịch trao quà lưu niệm và bó hoa của Hội đồng Giám mục cho Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. Xin trân trọng cảm ơn mọi người. Trong giờ phút đặc biệt này, cả Cộng đoàn Dân Chúa, cách riêng Cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận Hà Nội muốn lắng nghe lời của vị chủ chăn mới, Đức Tân Tổng Giuse kính yêu. Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Tổng ngỏ lời cùng Cộng đoàn. Kính thưa Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Kính thưa Đức ông Anthony Camilleri, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Kính thưa Đức cha Giuse, Tổng Giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân. Kính thưa Quý Đức Tổng, Quý Đức cha. Kính thưa Quý Đức ông. Kính thưa quý khách ngoại giao đoàn, quý vị đại diện chính quyền, quý đại biểu tôn giáo bạn, kính thưa quý cha tổng đại diện, quý cha bề trên các dòng, quý cha, quý tri sĩ nam nữ, anh em chủng sinh ứng sinh, quý ông bà và anh chị em. Ngày 18 tháng 2 năm 1979, tại ngôi nhà thờ chính tòa này, một linh mục của Tổng Giáo phận Hà Nội được thụ phong giám mục cho Giáo phận Hải Phòng. Đó là Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương. Với tâm huyết và khôn ngoan, Đức cha Giuse Maria đã hy sinh gắn bó với Giáo phận Hải Phòng trong suốt 20 năm cho đến hơi thở cuối cùng. Hôm nay, một người con của Hải Phòng được Thiên Chúa mời gọi làm người phục vụ tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Đây là một hồng ân lớn lao và là dấu chỉ yêu thương của Chúa quan phòng. Với sự trao đổi này, từ nay địa phận Tây đằng ngoài và Đông đằng ngoài trở nên thân thương gần gũi. Sông Hồng và sông Cấm cùng hòa chung dòng chảy. Hoa sữa với hoa phượng cùng tỏa sắc khoe hương tạo nên những nét hòa điệu. Tuy vậy, sự hòa điệu tuyệt vời hơn nữa, đó chính là tình hiệp thông trong giáo hội được diễn tả trong thánh lễ khởi đầu sứ vụ hôm nay. Trước hết đó là sự hiện diện chân quý của Đức Tổng Giám mục và Đức ông đại diện Tòa Thánh, của Đức Giám mục Giáo phận Orange County, Hoa Kỳ, của Đức Hồng Y và của các vị chủ chăn đến từ hầu hết các giáo phận Việt Nam. Đó còn là sự hiện diện của ngoại giao đoàn, các vị khách chính quyền,
các vị đại biểu tôn giáo bàn, các thành phần dân Chúa của Tổng giáo phận Hà Nội và giáo phận Hải Phòng, cùng với thân nhân bạn hữu xa gần. Sự hiện diện rất phong phú này nói lên tình hiệp thông, chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm, đồng thời diễn tả tâm tình quý mến của mọi người đối với Tổng giáo phận Hà Nội và đối với cá nhân con trong sứ vụ mới mà Đức Thánh Cha trao phó. Trong giờ phút linh thiêng và cảm động này, con thấy mình càng nhỏ bé trước tình thương bao la của Thiên Chúa và của mọi người dành cho con. Con chỉ biết nói lên tâm tình cảm tạ. Trước hết, con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã thương và mời gọi con, dù con bất xứng, và trao cho con sứ mạng cao cả là mục tử của một tổng giáo phận có truyền thống tốt đẹp từ nhiều thế hệ. Con xin tri ân Đức Thánh Cha Francisco đã tin tưởng trao cho con Tổng giáo phận Hà Nội. Những lời của Ngài trong tông sắc đượm tình thương mến và tình hiền phụ chân thành. Con xin cảm ơn Bộ Phúc âm hóa các dân tộc, cảm ơn Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đương nhiệm đại diện tòa thánh tại Việt Nam, đã nhiệt tình xúc tiến mọi thủ tục trong việc bổ nhiệm con làm Tổng giám mục Hà Nội. Con xin cảm ơn Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý cha và quý tu sĩ đã chúc mừng và hiệp thông cầu nguyện cho con và đã hiện diện trong thánh lễ nhậm chức này. Con xin cảm ơn những lời cầu chúc rất tốt đẹp của Đức Tổng Giuse, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã thay mặt cho Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến cá nhân con và Tổng giáo phận Hà Nội những lời cầu chúc tốt đẹp cho hiện tại và những ước mơ cho tương lai. Đức Thánh Cha bổ nhiệm con làm Tổng giám mục Hà Nội để tiếp nối công việc của các bậc tiền nhiệm đáng kính. Trong giờ phút này, con hồi tưởng và tri ân các vị thừa sai, các đấng tiền nhiệm, cách đặc biệt các vị tiền nhiệm người Việt Nam, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng. Con tri ân Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh. Đặc biệt, con cảm ơn Đức Hồng Y Phêrô. Trong 8 năm qua, Ngài đã vất vả để điều hành, quản trị và chèo lái con thuyền của Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Hồng Y vốn rất là khiêm tốn, không muốn cho ai nhắc tới những công lao vất vả của mình. Tuy vậy, con thấy có bổn phận phải nói lên những vất vả của Đức Hồng Y trong suốt thời gian 8 năm qua. Quả thật, Đức Hồng Y là người thầy cho chúng con trong sự kiên trì, can đảm, trung thành và yêu mến giáo hội. Các đấng tiền nhiệm đã trải qua bao gian khó hy sinh, đã âm thầm chấp nhận thập giá để duy trì và phát triển di sản thiêng liêng cũng như vật chất của Tổng giáo phận Hà Nội. Và ngày hôm nay, di sản ấy được trao cho con. Xin các đấng tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ con trong sứ vụ mới để con tiếp nối những thao thức và đường hướng của các ngài. I would like to extend my deep gratitude for the presence of the Archbishop Marek Zalewski, Holy See's representative in Vietnam, Monsignor Anthony Camilleri, Vice Minister of Foreign Affairs of the Holy See. Your presence at this installation mass express the love of our Holy Father Francis for the Church in Vietnam and for the Archdiocese of Hanoi. Please continue to guide and help us so that the communion between the Catholic Church in Vietnam and the Holy See became more and more united for the building up and growing of our local church. Thank you. I would like to thank the diplomat and the ambassadors. Your presence at this mass is an expression of your love for the Vietnamese people, particularly for all Catholics in Hanoi. I wish the countries which you represent always grow and live in peace and happiness.
Thank you for your presence. And I am grateful to Bishop Kevin William Van and his auxiliary Bishop Nguyễn Thái Thành from the Diocese of Orange County, Sister Diocese of Archdiocese of Hanoi. We are grateful to all parishioners of the Diocese of Orange County. Thank you for your love and generosity, reaching out to help us for many years. May the sisterhood of the two dioceses continue to grow unceasingly. Thank you very much, Your Excellency. Et je tiens à exprimer mes remerciements à vous, Père Vincent Sénéchal, vicaire général ici présent au nom des missions étrangères de Paris. L'histoire de l'Évangile. L'histoire de l'évangélisation au Vietnam en général et en particulier à Hanoi est marquée par les labeurs jusqu'à verser le sang des missionnaires de votre société, parmi lesquels 10 ont été canonisés et glorifiés avec les autres martyrs du Vietnam. De différentes manières, vous êtes en train de poursuivre et maintenir cette belle tradition par votre amitié, votre solidarité et votre générosité. Merci beaucoup. Tôi xin kính chào các cấp chính quyền Trung ương, thành phố Hà Nội và địa phương. Xin cảm ơn quý vị đã tạo điều kiện trong việc Tòa Thánh bổ nhiệm tôi làm Tổng giám mục Hà Nội và đã chúc mừng tôi nhân dịp trọng đại này. Trong trách nhiệm mới, tôi mong được sự quan tâm giúp đỡ của quý vị để đáp ứng những nhu cầu chính đáng của giáo hội và của người công giáo. Hy vọng một tinh thần cởi mở đối thoại giữa chính quyền với giáo hội sẽ đem lại những ích lợi thiết thực cho cộng đồng công giáo và cho cả xã hội của chúng ta. Cầu chúc quý vị luôn mạnh khỏe, thành đạt, bình an và hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn các vị đại biểu, đại diện các tôn giáo bạn. Sự hiện diện của quý vị nói lên tình đoàn kết giữa các tôn giáo đang cùng chung sống trên mảnh đất Việt Nam thân thương. Cầu chúc cho tình liên đới giữa các tôn giáo luôn được phát triển để góp phần xây dựng xã hội Việt Nam hôm nay. Và với mọi thành phần dân Chúa Tổng giáo phận Hà Nội, tôi xin kính chào quý cha quản hạt, quý cha bề trên, quý cha quý tu sĩ, anh em chủng sinh, ứng sinh và anh chị em tín hữu. Là người được đào tạo dưới mái trường Đại chủng viện Hà Nội, tôi cảm nhận được sự gần gũi, thân quen với quý cha và với anh chị em. Tôi xin mượn lời của Thánh Augustino: cùng với anh chị em tôi là Kitô hữu, để phục vụ anh chị em tôi là giám mục. Vâng, Kitô hữu là nền tảng và mẫu số chung của tất cả chúng ta. Những chức vụ và danh xưng trong giáo hội nhằm để phục vụ và góp phần thăng tiến cộng đoàn. Tôi chỉ có thể thi hành sứ vụ một cách có hiệu quả khi có sự cộng tác chân thành của mọi thành phần trong đại gia đình Tổng giáo phận. Tôi xin được mượn lời của Đức Thánh Cha Francisco để nói lên những ước nguyện. Ước mong các linh mục hãy trở nên chất dầu huyền nhiệm để đem niềm vui và sự bình an cho dân Chúa. Ước mong các tu sĩ không ngừng thánh hóa bản thân để góp phần đánh thức thế giới. Ước mong mỗi người giáo dân hãy trở nên những sứ giả đem tin mừng cho thế giới hôm nay. Tôi không quên nói lên niềm kỳ vọng của tôi đối với các bạn trẻ công giáo và các em thiếu nhi. Các bạn luôn luôn được giáo hội ưu ái quan tâm. Thánh Phaolô II Giáo Hoàng đã ước mong các bạn hãy là những tông đồ cho các bạn trẻ khác đang sống xung quanh mình. Với cương vị Tổng giám mục Hà Nội, tôi xin kính chào mọi công dân thủ đô, người công giáo cũng như người ngoài công giáo. Xin chào thành Thăng Long ngàn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt, với một truyền thống hào hùng được ghi đậm dấu ấn bởi tinh thần sĩ phu Bắc Hà, là cái nôi của bao nhân sĩ trí thức. Xin chào thủ đô Hà Nội, hôm nay là thành phố vì hòa bình và là siêu đô thị, đang hướng tới thành phố thông minh trong tương lai gần. Nguyện ước cho thành Thăng Long như con rồng vàng mãi bay cao, vươn xa, sánh kịp với những nước phát triển trong khu vực và đem lại nhiều lợi ích cho quê hương đất nước. Với mọi thành phần dân Chúa của giáo phận Hải Phòng,
Tôi xin cảm ơn sự cộng tác chân thành của quý cha, quý tu sĩ, anh em chủng sinh ứng sinh và của anh chị em tín hữu. Ngày hôm nay đông đảo các cha hiện diện tại ngôi nhà thờ chính tòa này, vừa để chia sẻ niềm vui, vừa để bày tỏ tâm tình hiệp thông đối với cá nhân tôi. Dù tôi được trao phó một nhiệm sở mới, tôi luôn khắc ghi và trân trọng quê hương Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh. Người giáo dân Hải Phòng có những đức tính đẹp, vừa mạnh mẽ, sòng phẳng, vừa nhân hậu hiền hòa. Xin khắc cốt ghi tâm những tâm tình tốt đẹp và những kỷ niệm tuyệt vời của 30 năm trong thiên chức linh mục, 15 năm trong nhiệm vụ giám mục. Xin cảm ơn quý cha và cảm ơn anh chị em. Chúng ta cùng cầu nguyện cho giáo phận sớm có chủ chăn mới. Hiện diện trong thánh lễ hôm nay cũng có một số quý cha và quý vị gốc Hải Phòng từ miền Nam. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn các ân nhân, thân nhân, bạn bè xa gần đã đồng hành với tôi trong suốt hành trình ơn gọi. Cuối cùng, xin cảm ơn ban tổ chức đã vất vả nhiệt tình để chúng ta có một thánh lễ trang trọng ý nghĩa hôm nay. Xin cảm ơn ban phụng vụ, ban khánh tiết, ban lễ nghi, ca đoàn, đội kim nhạc, ẩm thực, trật tự, truyền thông và tất cả những ai đã góp phần mình làm nên thánh lễ rất đẹp này. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta kết thúc thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng và từ bi, nhờ việc con Chúa đến trong ánh huy hoàng, thánh hóa và đổ tràn phúc lành của Ngài cho anh chị em, là những kẻ tin con một Chúa đã đến và mong đợi người sẽ đến. Xin Thiên Chúa làm cho anh chị em trong cuộc sống hiện tại được bền vững trong đức tin, vui mừng trong đức cậy và sinh hoa kết quả trong đức mến. Anh chị em vui mừng sốt sáng đón nhận đấng cứu chuộc chúng ta đến trong xác phàm. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em phần thưởng cuộc sống đời đời khi người vinh quang ngự đến lần thứ hai. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.